Thưa quý vị, để kịp thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Phiên đối thoại với doanh nghiệp trong nước diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trường Chinh khẳng định, tuy chịu những tác động của đại dịch COVID-19 với biến thể Delta, nhưng bằng nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, đến nay Đà Nẵng đã cơ bản khống chế được nguồn lây trên phạm vi toàn thành phố, từng bước mở lại các hoạt động phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, thành phố xác định sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu quyết định đến khả năng phục hồi của nền kinh tế, đồng thời tin tưởng với sự quyết tâm, đồng lòng của chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ vượt qua đại dịch, sớm trở về trạng thái bình thường mới. Cũng giống như phương châm chống dịch, không để ai bị bỏ lại phía sau, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ nỗ lực để không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Theo dự báo, dịch bệnh sẽ vẫn kéo dài trong thời gian đến và cũng sẽ còn thấy tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, dẫn đến nhiều xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, cũng như sự thay đổi thường xuyên các định hướng chính sách của chính quyền. Nhưng tôi tin rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao của hai bên, Đà Nẵng sẽ đủ sức mạnh, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại, dù là khó khăn nhất, sớm phục hồi mạnh mẽ và bước vào trạng thái bình thường mới, phát triển bền vững. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết 9 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép của chính phủ, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Về tổng thể, thành phố tuy đã kiểm soát được tình hình và bước đầu đẩy lùi dịch bệnh, nhưng việc áp dụng các quy định về giãn cách xã hội và một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch đã làm cho một số ngành kinh tế chủ lực suy giảm. Thành phố cũng tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động, nhất là trên các lĩnh vực tín dụng, chính sách thuế, hỗ trợ các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh tìm vaccine cho doanh nghiệp. Trong phiên sáng nay, nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực phần mềm, vận tải, logistics đã kiến nghị các vướng mắc, khó khăn cần được tháo gỡ ngay và đề xuất nhiều giải pháp để doanh nghiệp sớm được trở lại hoạt động. Thì giải pháp thứ nhất là cần có một cái cơ chế gọi là cái thẻ xanh COVID như thế nào đó để sớm đưa các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, để mà có cái cơ chế bổ sung các cái nguồn lực cho các doanh nghiệp. Phần thứ hai là do cái nhân sự của ngành phần mềm thì từ các tỉnh là khá là đông, và trước khi dịch thì các anh chị em ấy đã di chuyển về các tỉnh. Thì bây giờ khi mà thành phố trở lại hoạt động thì cần có một cái cơ chế hỗ trợ để mà các anh chị đó quay trở lại làm việc một cách thuận lợi. Các đơn vị hiện nay phải nói là đang đứng trên cái bờ vực phá sản. Về đối với vận tải, riêng lĩnh vực vận tải thì đề nghị là miễn chi phí kiểm định, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự, vật chất và phí sử dụng đường bộ cho toàn bộ phương tiện taxi từ tháng 5 năm 2021 cho đến khi được hoạt động trở lại. Và sang năm 2022 thì xin giảm tiếp 50%. Vì lý do thì nếu hoạt động trở lại thì khách vẫn không có, dịch vụ taxi mà không có khách thì chạy cũng không bao nhiêu hết. Bình thường chúng ta có thể chạy là một ngày là 200 cây số, thì đến cái lúc mà sáng nam có chạy cũng giỏi là một ngày 50-70 cây số là hết, lượng km vận doanh của nó sẽ không có. Như vậy thì đề nghị cũng giảm ngay cái phí đường, cái đường bộ, và giảm dần cái đợt kiểm định xuống. Kiểm định thì được lên được 12 tháng rồi, mà thế bây giờ chi phí nó rất là lớn, đối với doanh nghiệp có vài trăm phương tiện. Tại hội nghị, thành phố Đà Nẵng đã đưa ra dự kiến lộ trình mở lại các hoạt động kinh tế xã hội, xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2022 ở 3 cấp độ thấp, trung bình và cao. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng có tốc độ phục hồi và tăng nhanh hơn khu vực dịch vụ. Khu vực nông lâm thủy sản cơ bản duy trì như những năm trước.